Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách khắc phục quạt bị bó trục bạc không quay được. Quạt đã được cấp điện nhưng cánh chỉ hơi di chuyển chứ không quay được. Thân quạt thì có tiếng kêu nhẹ và hơi rung. Khi tôi xoay cánh thì cảm thấy nặng tay, trục bị bó rất nặng. Đây là nguyên nhân khiến cho quạt không thể quay được. Nguyên nhân này là do trục và bạc bị bó. Bây giờ tôi sẽ tháo ra để xử lý. Khi tháo cánh ra thì núm giữ cánh sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để tháo ra. Tháo lồng bảo vệ thì vặn ngược chiều kim đồng hồ. Tháo tụ và tuốc năng quạt điện. Tuốc năng sẽ tháo ra. Đây là bộ phận xoay đảo gió của quạt. Tôi sẽ tháo lần lượt 4 con ốc trên thân máy của quạt. Khi tháo ốc ra thì chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ. Rút chốt chặn cánh ra. Trước khi rút các bộ phận ra thì chúng ta nên đánh dấu để khi lắp vào không bị nhầm lẫn. Bạc và trục đang bị bó nên là khi rút ra rất rít, bó rất chắc. Ở phía đằng sau này liên quan đến dây điện nên là khi rút ra chúng ta phải quan sát. Trục bạc ở phía đằng sau rất chắc, không thể rút ra được. Nên tôi phải đóng mới ra. Khi tôi quan sát trục này thì vẫn còn nhẵn và không bị mòn. Nhưng cặn bẩn và dầu nhớt lâu ngày sử dụng đã bị khô và bám cặn. Nên là trục và bạc đã bị bó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng xăng để vệ sinh cái phần trục và bạc đang bị cặn bám và sẽ tra dầu nhớt của xe máy cho trục và bạc. Cặn bám trên trục tôi đã dùng xăng để vệ sinh. Trục và bạc này chưa bị rơ, vẫn đang còn nhẵn và không có vết xước nên tôi chỉ cần vệ sinh cặn bẩn và tra dầu nhớt mới cho trục và bạc thì quạt sẽ lại hoạt động bình thường. Bạc tôi cũng dùng rẻ tẩm xăng và cọ vệ sinh sạch. Nếu khi kiểm tra các bạn thấy trục và bạc có độ rơ và có vết xước thì nên thay bộ trục và bạc mới. Giá thành một bộ trục và bạc mới cũng chỉ khoảng 12.000. Các bạn có thể mua về thay rất đơn giản. Lớp bông thấm dầu nhớt này đã bị khô. Đây là vị trí để tra nhớt cho bạc và trục. Tôi đã vệ sinh xong trục và bạc, bây giờ sẽ lắp lại vị trí cũ. Khi siết ốc vào thì chúng ta sẽ siết những con ốc đối diện nhau và siết vào từ từ.
để tránh trục bị lệch tâm. Trong quá trình siết ốc thì chúng ta cần phải kiểm tra trục xem có bị nghẹt không. Phải lắc, nếu mà trục trơn tru thì chúng ta lại siết tiếp. Còn nếu trục bị nghẹt chắc thì chúng ta phải xoay lắc và gõ để trục đúng tâm. Khi xoay nhẹ thì chúng ta sẽ siết ốc tiếp. Tôi sẽ sử dụng dầu nhớt của xe máy để tra cho quạt. Lấy loại dầu nhớt mới các bạn nhé. Dùng dầu nhớt cho động cơ xe máy như dầu RIX hoặc Vitra 300. Không nên sử dụng dầu máy may để tra vào trục quạt, vì đây là loại dầu nhẹ, có độ nhớt thấp, ít có tác dụng giảm ma sát cho trục quay. Nên khi tra dầu máy may, quạt chỉ sử dụng được một thời gian thì dầu nhớt sẽ khô, lại bị bó. Một số hãng sản xuất quạt cũng đã khuyến cáo chúng ta không nên sử dụng dầu máy may để tra vào cho trục quạt, nhưng vẫn còn rất nhiều người là sử dụng dầu máy may để tra cho quạt. Đây là dầu máy may, nó rất loãng nên tôi không sử dụng để tra cho quạt. Dầu máy may này tôi chỉ sử dụng để tra vào cho tông đơ cắt tóc. Trục quạt bây giờ xoay đã nhẹ rồi, bây giờ lắp lại nữa là sử dụng bình thường. Bây giờ quạt đã chạy êm và gió rất mạnh. Như vậy là tôi vừa giới thiệu xong cách khắc phục quạt bị bó trục bạc không quay được. Với cách làm đơn giản này, những người chưa biết cũng có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.